Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay thầy trình bày về kinh Ước Nguyện ở trong Trung Bộ Kinh. Nội dung kinh Ước Nguyện sẽ nói lên được những cái điều mà chúng ta là một con người từ khi được mẹ của mình sinh ra, rồi cho cơm ăn, rồi cho áo mặc, và cứ như thế từ từ lớn lên, năm 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, cha mẹ cho đi học. Và khi mà chúng ta cấp sách đi đến trường, có được một cái ý thức trong trái tim của mình, có được một cái sự suy tư tự nhiên của con người sinh ra, và kể từ cái giai đoạn đó, cái thời gian đó, dường như tất cả đều có một cái ước muốn, đều có một cái nhìn về đời sống hiện tại cũng như tương lai, dù biết rằng cái đó là cái cố ý suy tư để có hay là cái mặc nhiên nó có. Từ sự cố ý để có và cái mặc nhiên để có là con người luôn luôn có một ước muốn. Ước muốn mình học giỏi, ước muốn mình thành đạt tất cả những cái danh phận trong cuộc đời, ước muốn mình có nhiều tiền, ước muốn mình có những người bạn tốt, ước muốn mình có một cái đời sống thanh thản, bình yên và hạnh phúc. Và tất cả những sự suy tư đó đều phụng sự cho cái ước muốn của mình, dù rằng người đó có ước muốn nhiều hay người đó có ước muốn ít, thì tất cả con người chúng ta dường như ai cũng có ước muốn. Ước muốn sao lớn lên gặp người bạn rất tốt. Ước muốn sao lớn lên mình có một người vợ dễ thương. Ước muốn sao lớn lên mình gặp một người chồng khả ái. Để rồi từ chỗ đó mình xây dựng đời sống cho chính mình. Đời sống cho chính mình xây dựng bằng vật chất, là cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe đi, tất cả những vật dụng hàng ngày. Và ước muốn về đời sống tâm linh, về đời sống tinh thần, thì muốn thăng tiến trên tất cả những cái gì mà những cái đó là cái tinh thần tu học của những người nam nữ cư sĩ Phật tử, cái tinh thần tích lũy công đức làm các hạnh lành của những người nam nữ cư sĩ Phật tử, và cầu mong rằng trên cái con đường tu tập đó mình có thể thăng tiến để mình gặt hái được những cái kết quả tốt đẹp trên cái đời sống tâm linh đó. Vậy thì dù cho chúng ta có ước muốn về đời sống hạnh phúc của gia đình hay chúng ta có ước muốn về đời sống tâm linh, thì dường như ai trong chúng ta cũng đều có ước muốn, dù ước muốn đó là một cái ước muốn lớn như sau này: cố gắng làm các việc tốt, cố gắng làm các việc lành để kiếp tới mình được làm vua. Đó là ước muốn. Hay là ước muốn rằng trên cái con đường tu tập ngày hôm nay, con sẽ gìn giữ giới bổn, con sẽ gìn giữ giới pháp,
con sẽ noi theo những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn, để rồi một ngày nào đó con chứng đắc quả thánh, thì đó cũng là ước muốn. Và đây, một người ước muốn làm vua, quý đạo hữu hãy nghe cái câu chuyện một người ước muốn làm vua. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu, vào thời Đấng Thế Tôn còn tại thế, một hôm Đức Thế Tôn mang bình bát đi khất thực, và trên cái con đường đi khất thực gặp nhiều em bé đang vung cát lại, đang vung đất sét lại, chế nước vô, và những em bé đó lấy đất sét nó làm thành những cái bánh. Em bé làm cái bánh bánh bèo, có em bé làm cái bánh ú, có em bé làm cái bánh tiêu, vân vân. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, bằng đất sét chứ không phải là bằng bột, không phải là bằng đường. Tên là Ashoka, tức là vua A Dục. Quý đạo hữu thấy không? Chỉ cần cúng dường một cái bánh đất sét cho Đức Phật thôi, nhưng cái lòng của em bé đó nghĩ rằng mình cúng dường một cái bánh cho Đấng Thế Tôn, và Đấng Thế Tôn đã hoan hỷ nhận lấy cái bánh đó là phước đức vô cùng tận. Mà quý đạo hữu đã học ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi phải không? Nếu mà một người mà nấu ăn để cúng dường cho 100 người nam nữ cư sĩ Phật tử thì có phước đức, nhưng không bằng cúng dường cho một vị tỳ kheo, vân vân. Thì nếu quý đạo hữu nào mà quên thì dở kinh Tứ Thập Nhị Chương ra, điều đó ở trong kinh đã nói rõ. Và sau khi Đức Thế Tôn thọ nhận cái bánh đất sét của em bé đó, chú nguyện cho em bé đó, mà quả thật kịp tới em bé đó sinh ra đời và làm vua tên là Ashoka. Mà quý đạo hữu biết được rằng vị vua Ashoka là một vị vua bách chiến bách thắng. Vào thời bấy giờ, những quốc gia lân bang, Ashoka đã thâu tóm về một mối, cho đến cái trận cuối cùng là trận Kalinga. Khi nhà vua cởi ngựa chiến ra để thị sát chiến trường, thì quý đạo hữu biết được rằng máu của quân giặc cũng như là quân của mình nó chảy như nước ruộng đồng vậy. Và xác của quân đội của nhà vua cũng như quân đội của cái dân tộc đó nó chất lại giống như là những đống rơm, giống như là những... Nhà vua nhìn thấy cái hình ảnh đó, nhà vua suy tư, và từ cái hình ảnh đó nhà vua đã gặp Đấng Thế Tôn và trở thành một vị vua hộ pháp đắc lực nhất thời bấy giờ. Cho nên quý đạo hữu nhớ rằng sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn mà xá lợi được có đó, chia ra làm 8 phần cho 8 vị vua của 8 quốc gia đó, thì sau này vua Ashoka đã thỉnh những viên xá lợi đó xây 84,000 cái tháp để thờ xá lợi của Đấng Thế Tôn. Cũng như cái công trình hộ pháp của vua Ashoka thật là to lớn trên dòng lịch sử của Phật giáo Ấn Độ. Vậy thì khi mà chúng ta phát khởi lên một ý muốn, mà ý muốn đó là một ý muốn thiện, thì sẽ đưa đến một kết quả thiện. Mà nếu ý muốn đó là một ý muốn ác, sẽ đưa đến một kết quả ác. Tại vì tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác, tất cả mà. Tất cả có nghĩa là thiện cũng có, ác cũng có, không thiện không ác cũng có. Vậy thì chúng ta là con người sinh ra đời, ai trong chúng ta cũng đều có ước muốn hết, không ai là không có. Nếu là một em bé cấp sách đến trường học, em bé đó muốn làm cái bài tập đó được điểm E, phải không? Chứ ai mà có muốn lấy điểm F đâu, điểm D đâu, rớt. Một bác nông phu dẫn trâu ra ngoài đường, ra ngoài đồng để cày lên những thửa ruộng, gieo lúa xuống, lấy mạ cấy lúa, và bác nông phu đó ước mong rằng 3 tháng sau có lúa,
có gạo để mà ăn. Một cô bán hàng quẩy một cái lẵng hoa, một cái rổ bánh bèo, một cái rổ bánh tiêu ra ngoài chợ bán. Cô bán hàng đã mong rằng chiều hôm đó sẽ bán hết hàng và đem tiền về để mua gạo cho chồng, cho con, cho gia đình. Nói như thế đó để cho chúng ta thấy được rằng dù cho người nghèo khổ cũng có ước muốn, và dù cho người có sang trọng, quyền uy tước cả cũng có ước muốn. Đó là trong phạm trù của thế gian. Vậy thì ở trong Trung Bộ Kinh, Kinh Ước Nguyện, Đức Thế Tôn thuyết giảng như sau. Một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi, tức là ở Xá Vệ, tại Jetavana, tức là Kỳ Đà Lâm. Kỳ Đà Lâm tức là cái rừng của Thái tử Kỳ Đà. Vườn của ông Cấp Cô Độc, Đức Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo và thuyết giảng như sau. Quý đạo hữu lắng nghe, coi thử trong Kinh Ước Nguyện, Đức Thế Tôn thuyết giảng như thế nào, và từ chỗ đó chúng ta nương vào những lời thuyết giảng của Đấng Thế Tôn để chúng ta tu, và chúng ta thể đạt được tất cả những cái gì mà Đức Thế Tôn đã nói ở nơi Kinh Ước Nguyện này. Là người tu hành hay là một vị tỳ kheo, người tu hành đó là chỉ cho vị tỳ kheo, người tu hành đó là chỉ cho một nam nữ cư sĩ Phật tử. Cho nên ở nơi đây nói cái từ để cho nó dễ hiểu, để cho nó trung dung giữa một vị xuất gia và một vị nam nữ cư sĩ Phật tử. Tại vì một nam nữ cư sĩ Phật tử nếu nỗ lực tu tập thì nam nữ cư sĩ Phật tử đó cũng chứng đắc quả thánh, chứ không phải là các thầy tỳ kheo là có khả năng tu tập và chứng đắc không. Không phải là như vậy. Các thầy tỳ kheo tu, các thầy tỳ kheo chứng đắc quả thánh. Các nam nữ cư sĩ Phật tử tu, các nam nữ cư sĩ Phật tử cũng chứng đắc quả thánh, nhưng trừ cái quả thứ tư là A-la-hơn. Nhưng mà thưa quý đạo hữu, trên cái con đường tu tập mà đắc quả được A-na-hàm không phải là dễ đâu nghe. Không phải là dễ đâu. Phải đoạn tận các cái hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Nhưng mà ngày hôm nay, con người của ngày hôm nay, của cái xã hội này, nếu mà thăng tiến trên cái con đường tu tập để đoạn tận năm hạ phần kiết sử, tức là năm cái món phiền não sau là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Thân kiến tức là cái thấy về tự thân của mình. Biên kiến là cái thấy nghiêng qua một bên mà nó không đúng với cái chánh pháp. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ là mình chấp thủ lấy cái thấy của mình, cái hiểu biết của mình. Tà kiến là cái thấy không có chân chánh. Và thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Vậy thì đoạn tận được năm hạ phần kiết sử đó thì mới chứng đắc được cái quả vị A-na-hàm. Cho nên ngày hôm nay có những người nam nữ cư sĩ Phật tử mà đoạn được năm cái hạ phần kiết sử, đó là một điều khó chứ không phải dễ. Tuy nhiên trên cái con đường tu tập có những người nam nữ cư sĩ Phật tử vẫn chứng đắc được cái quả vị thứ ba, tức là quả vị A-na-hàm. Như quý đạo hữu biết rằng vua Bình Sa Vương trước khi chết, vua Bình Sa Vương trước khi chết, mà quý đạo hữu cũng đã biết được rằng Bình Sa Vương là bị con của mình là A Xà Thế hạ ngục để cướp lấy ngôi, để cướp lấy ngôi vua. Và trước khi chết, Bình Sa Vương đã xoay mặt về hướng Tinh Xá Kỳ Viên đảnh lễ Đấng Thế Tôn ba lạy, và ngay khi đó Bình Sa Vương chứng đắc quả vị A-na-hàm. Mà quả vị A-na-hàm là một quả vị thánh chỉ còn trở lại sinh tử trong đời này một lần mà thôi. Sau đó chứng đắc quả vị A-la-hớn là vô sanh, có nghĩa là không sinh đời sau nữa. Vậy thì ở nơi đây dùng cái chữ tu hành để cho nó dễ và trung dung
giữa các vị tỳ kheo cũng như các nam nữ cư sĩ Phật tử. Cho nên ở nơi đây chúng tôi không có dùng chữ tỳ kheo, dẫu biết rằng cái kinh ước nguyện này là Đấng Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo để giảng kinh này. Nhưng những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn cũng như trong tất cả những bản kinh, mặc dù dạy riêng cho các thầy tỳ kheo, nhưng trong đó nội dung của kinh cũng đều nói lên cái tinh thần tu tập và chứng đắc. Mà những người nam nữ cư sĩ Phật tử có khả năng tu tập và có khả năng chứng đắc. Cho nên thưa với quý đạo hữu là ở nơi đây dùng cái chữ người tu hành để chiết trung giữa các vị tỳ kheo và các vị nam nữ cư sĩ Phật tử. Là người tu hành phải sống đầy đủ giới hạnh. Giới hạnh có nghĩa là cái hành động, cái việc làm phù hợp với giới. Như quý đạo hữu đã thọ năm giới, quý đạo hữu thuộc năm giới không? Kể thầy nghe đi. Rồi quý đạo hữu nào giơ tay kể năm giới cho thầy nghe. Ồ, quý đạo hữu giơ tay đó ha, kể năm giới đó. Nhất viết bất sát, nhị viết bất đạo, tam viết bất dâm, tứ viết bất vọng ngữ, ngũ viết bất ẩm tửu. Quý đạo hữu nhớ chưa? Đúng rồi, có những người gật gật cái đầu đó, cười cười đó. Vậy thì khi mà chúng ta phát tâm thọ trì năm giới đó thì chúng ta phải gìn giữ cái giới hạnh đó, gìn giữ cái giới mà mình đã thọ đó một cách cẩn trọng, nghiêm túc, đầy đủ giới bổn. Giới bổn có nghĩa là cái gốc của giới, cái căn bản của giới. Mà khi chúng ta thọ giới thứ nhất là không được giết hại chúng sinh, thì cái hành động trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta không giết hại chúng sinh, gọi là giới hạnh. Và trong đời sống hàng ngày chúng ta gìn giữ đúng với cái căn nguyên, cái tinh yếu của giới, cái chỗ phát xuất ra cái giá trị, cái tinh thần giới đức là giới bổn. Vậy thì trong cái cuộc sống này ai là người tu hành? Các vị tỳ kheo là tu hành, các vị nam nữ cư sĩ Phật tử là tu hành. Mà ai là tu hành thì phải gìn giữ giới hạnh và giới bổn đó. Cái nguồn gốc của giới, cái việc làm của giới, mà cái việc làm của giới mình đã thọ thì mình không làm sai với cái điều, cái giới luật mà đã giảng dạy cho chúng ta. Gìn giữ cái uyên nguyên, cái cội nguồn, cái gốc rễ của giới, cái bản tánh của giới. Bởi vì giới, nếu nói năm giới thì quý đạo hữu biết được rằng năm giới đó chia ra làm hai. Bốn giới đầu: nhất viết bất sát, nhị viết bất đạo, tam viết bất dâm, tứ viết bất vọng ngữ. Thì năm cái giới đầu đó được gọi là tánh giới. Giới thứ năm là không được uống rượu, giới đó được gọi là già giới. Già giới có nghĩa là bốn giới đầu là bốn giới căn bản thuộc về tánh giới. Dù rằng người thọ giới vi phạm có tội là đã đành rồi, mà người không thọ mà vi phạm cũng có tội. Như giới thứ nhất là không được giết hại chúng sinh. Một người bình thường trong xã hội mà nếu người đó vi phạm giới thứ nhất là giới giết người thì người đó có bị tội không? Thưa quý đạo hữu, đương nhiên là phải bị tội rồi. Cảnh sát họ đến họ bắt đem về bỏ trong tù, bởi vì mình vi phạm giới giết người mà. Như vậy dù cho người đó không thọ giới, không phải là một nam nữ cư sĩ Phật tử, mà vi phạm giới đó cũng có tội. Cho nên được gọi là tánh giới, được gọi là tánh giới. Còn cái giới thứ năm là giới không uống rượu, được gọi là già giới. Già giới có nghĩa là giới đó để có thể rằng du di, có thể rằng phương tiện, như người bệnh uống rượu thuốc để được lành bệnh, Đức Thế Tôn cho uống. Nhưng sau khi mà lành bệnh rồi không được uống nữa, được gọi là mở ra làm phương tiện để cho những người nam nữ cư sĩ Phật tử nhờ cái phương tiện đó mà có được cái sự sinh hoạt trung dung trong cái đời sống hàng ngày.
Vậy thì là người tu hành phải sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn. Phòng hộ có nghĩa là gìn giữ. Chúng ta đi, chúng ta phải gìn giữ cái tướng đi của mình. Chúng ta ngồi, chúng ta phải gìn giữ cái tướng ngồi của mình. Chúng ta thọ giới, không được giết hại chúng sinh, không được trộm cắp, vân vân, thì chúng ta phải gìn giữ cái giới mà không được giết hại chúng sinh, không được trộm cắp, không được nói dối, vân vân. Mình phải gìn giữ với chính nó. Có nghĩa là đầy đủ cái oai nghi chánh hạnh, phòng hộ các giới bổn đó, các giới căn bản đó. Chứ không thể rằng nói ngày hôm nay con xin thọ tam quy và năm giới, xong rồi đem phái quy y về treo nơi phòng đó, mà đi ra cũng biết mình là người Phật tử mới thọ giới, đi vô mình cũng quên mình là người nam nữ cư sĩ Phật tử, đến ngày rằm không ăn chay, đến ngày 30 mùng 1 không thắp hương cho Phật. Ngay trong đời sống hàng ngày sinh hoạt như thế đó mà mình còn quên thì làm sao mà nhớ giới nổi. Đến khi đến chùa hỏi vậy chứ, đạo hữu thọ tam quy và năm giới chưa? Dạ thưa thầy, con thọ rồi. Kể năm giới cho thầy nghe. Nói dạ con quên mất. Như vậy thì mình quên năm giới đi thì làm sao để mình nhớ, để mà mình giữ. Giới thứ nhất là như thế đó, giới thứ hai là như thế đó, mà mình quên không biết giới thứ nhất là Phật chế ra như thế nào, giới thứ hai Phật không nhớ. Cho nên thưa quý đạo hữu, khi chúng ta mà phát tâm thọ trì giới rồi thì chúng ta phải thuộc giới. Cho nên cứ mỗi nửa tháng là quý đạo hữu ở nơi cái tự viện nào đó, ngôi chùa nào đó, với cái vị thầy nào đó, đến ở nơi cái vị thầy đó, đến ở nơi cái ngôi chùa tại địa phương đó, để trùng tuyên lại giới mình đã thọ. Trùng tuyên lại giới mình đã thọ là để mình nhớ những cái điều khoản ở trong đó. Để mình nhớ những điều, những cái giới trong đó mà mình giữ. Còn nếu không thôi, mình quên mất. Rồi nhiều khi mình vi phạm, mình cũng chẳng có nhớ nữa. Nói dạ con đâu có giết hại chúng sinh đâu. Nhưng mà rồi ngày nào cũng... Dạ. Cho nên từ chỗ đó quý đạo hữu thấy được rằng sống chúng ta phải phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Nhiều khi trong cuộc sống này chúng ta cứ nghĩ đến những chuyện lớn, chúng ta cứ nghĩ đến những việc làm lớn, mà chúng ta không có nghĩ những cái điều nhỏ nhặt, những cái lỗi lầm không đáng kể. Nhưng mà chính những cái lỗi lầm không đáng kể đó, mình cho rằng không đáng kể đó, chính những cái lỗi lầm mà mình cho rằng nhỏ nhặt đó, nhưng mà nếu chúng ta tích lũy nhiều ngày cái lỗi nhỏ nhặt, cái lỗi lầm không có đáng kể đó, thì lâu ngày chài tháng nó cũng trở thành nhiều và tạo thành một cái thói quen. Thói quen đó là một cái thói quen cứ đến bữa ăn là chúng ta phải ăn ớt. Bữa ăn nào cũng phải có ớt. Mà nếu mà bữa ăn đó mà vợ của mình dọn lên mà trong mâm không có trái ớt là cảm thấy thiếu thiếu rồi đó, ăn không ngon miệng. Như vậy đó là mình tạo thành một cái thói quen. Cũng giống như là người hút thuốc. Không biết rằng trong quý đạo hữu này có ai hút thuốc không? Quý nam nữ cư sĩ Phật tử có ai hút thuốc không? Giơ tay coi coi. Cũng giống như là người hút thuốc, tạo thành một thói quen. Mà rồi ăn cơm xong rồi mà không có điếu thuốc hút cầm lên tay thì coi như là nó thiếu thiếu một cái gì đó. Đó là một cái thói quen. Mà cái thói quen nó lâu ngày chài tháng rồi chúng ta khó mà có thể trị được lắm. Chúng ta khó mà có thể trị được. Cho nên ở nơi đây Đức Thế Tôn giảng dạy rằng chúng ta đừng bao giờ thấy sự nguy hiểm, đừng bao giờ không thấy cái sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Phải thấy nó là nguy hiểm. Ngày hôm nay một cái lỗi nhỏ, ngày mai một cái lỗi nhỏ, ngày mốt một cái lỗi nhỏ góp nhặt lại thành cái lỗi lớn. Mà quý đạo hữu đã thường nghe rằng dù cho một cái việc làm nhỏ mà bất thiện
thì chúng ta cũng không làm. Dù cho một việc làm nhỏ mà thiện thì chúng ta cũng làm. Giống như là một cái nồi cơm, trong đó có nhiều hộp gạo tạo thành cái nồi cơm đó. Vậy thì chúng ta móc một hộp cơm, chúng ta bỏ ra ngoài chén, cái hộp cơm đó có phải là cơm không? Cái hộp cơm đó có phải là gạo không? Hộp cơm đó là gạo, hộp cơm đó là cơm. Tích lũy lại nhiều hộp gạo, hộp cơm đó thành ra nồi cơm. Tích lũy nhiều cái việc thiện lại thành ra cái nồi thiện. Tích lũy nhiều cái việc ác nhỏ nhỏ lại thành ra cái nồi cơm ác. Rõ ràng nó là như vậy đó thưa quý đạo hữu. Mà cái tâm của con người nó vi tế lắm. Nhiều khi mình nghĩ rằng nó không là như vậy, nhưng mà thực tế nó mình không có theo dõi nó được, mình không có chăm sóc nó được, mình không có phòng hộ nó được, thì nó tạo thành một thói quen như người uống rượu. Đến bữa ăn cơm mà không có xì rượu là không có chịu được. Vậy thì cái gì để tác thành những cái thói quen đó? Là do cái ước muốn của mình, do cái việc làm thường xuyên của mình mà mình không kiểm soát. Vậy thì ở nơi đây Đức Thế Tôn giảng dạy rằng đầy đủ oai nghi chánh hạnh thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các giới, từ đó có các ước nguyện. Nếu một con người tu tập mà tinh cần, siêng năng, ngồi thiền, gìn giữ giới đức, gìn giữ giới bổn và phòng hộ giới bổn đó đầy đủ oai nghi chánh hạnh của một con người tu, không có sơ suất, phải sợ thấy được cái sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, và chúng ta hoan hỷ vui vẻ tạo các cái việc thiện, dù việc thiện đó là việc thiện nhỏ. Từ đó người tu hành đó, vị tỳ kheo đó, người nam nữ cư sĩ Phật tử đó có những ước nguyện như sau. Khi mà chúng ta làm các chánh hạnh, gìn giữ giới bổn, thanh tịnh qua các giới hạnh, đời sống hàng ngày đi đứng nằm ngồi đều thấy một cách rõ ràng, trang nghiêm, xây dựng đời sống của chúng ta trên tinh thần giáo pháp của Đấng Thế Tôn, thì quả thật rằng đó là một ước nguyện lớn trong tương lai, mình sẽ thành đạt những điều mà Đấng Thế Tôn sẽ nói sau đây. Cho nên trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn luôn có những cái ước nguyện. Vậy thì trong kinh ước nguyện sẽ nói những gì? Thứ nhất, mong rằng ta có được các vị thiện hữu tri thức thương mến, yêu quý, cung kính và kính trọng. Nếu có ước nguyện như vậy thì phải thành tựu viên mãn giới luật. Nếu mà chúng ta muốn có các vị thiện hữu tri thức cung kính mình, đảnh lễ mình, sùng phụng mình, chăm sóc mình, thương yêu mình, mà nếu mình muốn như vậy đó thì trước tiên mình phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Nếu chúng ta không thành tựu những điều này thì làm sao chúng ta có được các vị thiện hữu tri thức, họ đến, họ gần gũi với mình, họ đảnh lễ mình, họ cúng dường mình, họ sùng phụng mình, họ kính trọng mình được. Nếu mà mình có những cái lỗi nhỏ nhặt, chứ đừng nói rằng những cái lỗi lớn, mà khi mà những người ta thấy được mình không phải, khi người ta thấy được mình không tốt, khi người ta thấy mình không có
cái sự thanh tịnh trong giới luật, thì làm sao ai giúp đỡ mình, làm sao ai kính trọng mình, làm sao ai cúng dường mình, làm sao vân vân và vân vân. Nếu mình muốn như thế đó là mình phải tu. Nói một cách gión gọn lại, nếu mình muốn như thế đó là mình phải tu. Mình phải thể hiện qua cái đời sống hàng ngày của chính bản thân của mình. Mà mình có thể hiện qua cái đời sống hàng ngày của mình là một người tu tập tịch tỉnh thanh tịnh thì người ta mới quý chứ. Giống như là chúng ta có một người bạn, người bạn đó luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm kính trọng mình, có cái tâm niềm nở mình, có cái tâm quý trọng mình, thương tưởng đến mình, thì mình mới thương tưởng lại người đó, mình mới kính trọng lại người đó, mình mới sùng phụng lại người đó. Còn người bạn của mình, khi mà họ cần cái gì thì họ lợi dụng mình, khi mà họ cần cái gì thì họ thương tưởng đến mình, khi mà họ cần cái gì, nhưng mà đến khi họ không cần nữa thì thôi, họ không cần tôn trọng, kính trọng, khả ái, đồ gì hết. Như vậy là điều đó không có được. Cho nên ở nơi đây, mong rằng, điều thứ nhất, mong rằng ta có được các vị thiện hữu tri thức thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng. Nếu ai mà muốn như vậy đó thì phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không có gián đoạn thiền định, có nghĩa là siêng năng tu tập thiền định, thành tựu các quán hạnh, tức là thành tựu những cái sự suy tư, những cái sự nhớ nghĩ, những cái tư tưởng của mình phải quán thấy được cái lằn vết của tâm đi, cái ý nghĩ của mình dấy khởi lên thiện hay là bất thiện, phù hợp với chánh pháp hay không phù hợp với chánh pháp, vân vân. Thích sống tại các trú xứ không tịnh, có nghĩa là ở một nơi mà nơi đó không có cái sự thị phi, ở một nơi mà không có sự sự ồn ào náo nhiệt, loạn động tâm tư, ảnh hưởng đến cái đời sống tu tập của mình. Tức là ở cái trú xứ nhàn tịnh, có nghĩa là ở nơi cái chỗ được vắng lặng thanh tịnh. Mà nếu được như thế đó thì mình sẽ được có các vị thiện hữu tri thức thương mến, kính trọng, yêu quý, sùng phụng. Nếu mà mình không có được như thế đó thì chắc chắn rằng không có những điều mà như mình ước muốn được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mong rằng ta có được các vật dụng như y phục, các món ăn, khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh. Nếu mà một vị tỳ kheo ước muốn như thế đó, cầu mong như thế đó, thì cái vị tỳ kheo đó phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn, thiền định thành tựu quán hạnh, thích sống tại các nơi nhàn tịnh. Dù rằng chúng ta có ước muốn cái gì đi nữa, nhưng tự thân của mình phải tốt, tự thân của mình phải tu tập. Mà tự thân của mình tốt, tự thân của mình có tu tập thì cái ước muốn đó nó sẽ đem lại một cái thành tựu cụ thể. Còn nếu mình ước muốn như thế đó mà mình không theo đúng cái quy trình, đúng cái nguyên tắc, thì làm sao mình ước muốn được thành tựu được. Mình ước muốn mọi người đến đảnh lễ cúng dường cho mình mà mình không tu, làm sao có người đến đảnh lễ cúng dường tôn trọng mình được. Mình ước muốn rằng trưa hôm nay mình có nồi cơm mình ăn, thì cái ước muốn đó anh phải lấy gạo bỏ vô trong nồi, chế nước vô, bắt lên bếp, vặn lửa lên. Nửa tiếng đồng hồ sau là anh có cơm ăn. Anh ước muốn rằng nửa tiếng đồng hồ sau là anh có cơm ăn. Vậy thì cái ước muốn đó anh phải làm đúng quy tắc. Còn nếu anh ước muốn trưa hôm nay anh có nồi cơm anh ăn, mà anh xúc một lon cát, anh đổ vô trong nồi, cũng chế nước vô, cũng vo cát rồi đàng hoàng tử tế xong rồi bắt lên nồi, vặn lửa lên, nhưng mà nửa tiếng đồng hồ sau không có cô mang, lý do anh làm không đúng cái nguyên tắc của nó. Phải chưa? Nếu mà anh muốn người ta sùng phụng của anh thì anh phải tục, anh phải có giới đức. Cho nên khi mà ăn cơm
Quý đạo hữu đã tam đề ngũ quán, là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, thệ độ nhất chiến chúng sinh. Đó là được gọi là tam đề, tức là đề khởi lên ba cái tiêu chuẩn, ba cái điều kiện mà mình phải có. Nguyện đoạn nhất thiết ác, trên con đường tu tập là mình phải đoạn trừ tất cả các việc ác. Nguyện làm các việc lành, đương nhiên là anh phải làm các việc lành thì anh mới thành Phật, thành Thánh được chứ. Tu mà anh không làm các việc lành thì lấy cái gì để tác thành cái quả thánh đó? Quả thánh đó không thể tác thành bằng lời nói dối. Quả thánh đó không thể tác thành bằng sự giết hại chúng sinh. Mà quả thánh đó phải vung quén bằng các cái hạnh lành, bằng các công đức. Rồi sau tam đề là tới ngũ quán, có nghĩa là phải quán năm điều: nhất kế công đa thiểu lượng bị lai xứ, nhị thốn kỳ đức hạnh toàn thuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm, tứ sự lương dược vị ly huyền cô, ngũ vị thành đạo nghiệp ưng thọ thứ thực. Điều thứ năm là anh phải thành tựu đạo nghiệp thì mới ăn cái chén cơm này. Quý đạo hữu thấy quan trọng không? Bưng một chén cơm lên ăn mà phải đề khởi lên ba cái điều kiện ban đầu là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, thệ độ nhất thiết chúng sinh. Rồi sau đó quán tưởng năm điều, mà cái điều thứ năm là mình phải có đủ tư cách của một con người tu tập thành tựu được đạo nghiệp thì mới ăn cái chén cơm đó. Còn nếu mà mình không thành tựu đạo nghiệp, tức là cái nghiệp của đạo, cái công trình tu tập của đạo, mà mình ăn cái chén cơm đó là mình phải mắc nợ của đàn na thí chủ. Nó không tiêu, tại vì mình ở trong chùa, mình phải tụng kinh, mình phải niệm Phật, mình phải ngồi thiền, mình phải thuyết giảng, mình phải thương người, mình vân vân và vân vân. Mà nếu mình không làm những cái điều đó mà mình thọ của đàn na thí chủ thì quả thật rằng cái nợ thì có, nhưng mà cái công đức thì không. Vậy thì ở nơi đây điều thứ hai là mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực sàn tọa và các phẩm dược phẩm trị bệnh. Muốn như thế đó thì mình phải tu hành, mình phải gìn giữ giới hạnh, gìn giữ giới bổn. Hay là thôi mình đừng nói những cái thuật ngữ ở trong kinh, mà mình phải lại Phật, mình phải ngồi thiền, mình phải niệm Phật, mình phải làm các Phật sự, đi đến chùa thấy cái sân dơ mình lấy chỗ mình quét, đi đến chùa mình thấy cái cây nó khô mình lấy nước mình tưới cho nó, đi lên trên chánh điện thấy cái bàn Phật có bụi bám vô mình lấy lau, mình lau, mình lấy khăn mình lau, mình thấy chân hương còn ở trong lư hương mình nhổ đi, mình làm cho nó sạch sẽ thì mình mới thành tựu được cái ước muốn đó. Còn mình muốn có sàn tọa, có thuốc trị bệnh, có áo đẹp để mặc, có cơm ngon để ăn, mà rồi không có biết nghĩ ngợi gì đến cái công phu của những người khác, không biết nghĩ ngợi đến cái việc làm Phật sự mà người ta đang cần đến mình. Cho nên khi mà chúng ta dùng những thuật ngữ ở trong kinh thì chúng ta nghe rằng khó hiểu, nhưng chúng ta nghĩa là dùng những cái ngôn ngữ bình thường thì chúng ta dễ hiểu. Đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, đánh chuông, đánh mõ, giúp đỡ cho vị thầy đó những công việc cần thiết, xuống nhà bếp thấy mấy cụ làm gì đó nhiều việc quá, mình tiếp tay, rửa cái chén, úp cái bát, lau cái bàn, xếp cái khăn. Nói một cách nghĩa là những cái ngôn ngữ bình thường. Vậy thì nếu mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta mới có được
những cái ước nguyện của mình, những cái ước muốn của mình. Mà qua hai cái ước muốn đó, quý đạo hữu đã nghe. Đây, ước muốn thứ ba. Mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực có được, sàn tọa, tức là giường chiếu chúng ta nằm, và các dược phẩm trị liệu. Mong rằng việc làm của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn. Quý đạo hữu thấy cái lòng từ bi của người thọ dụng chưa? Không phải chúng ta thọ dụng của đàn na thí chủ cúng dường cho ta rồi, mình không cần phải chú nguyện, mình không cần phải thương tưởng đến người làm ra cái vật dụng đó. Như chúng ta bưng chén cơm lên chúng ta ăn là chúng ta nhớ cái công của người cày ruộng. Chúng ta mặc cái chiếc áo là chúng ta nhớ cái người dệt vải. Cho nên trong những cái bữa cơm quá đường, ăn cơm xong quý thầy có cái lời phục nguyện là thân phi nhất lũ thường tư chức nữ chi lao. Cái thân của mình mặc cái chiếc áo này là nhớ tưởng đến người con gái dệt vải. Nhờ người con gái đó dệt vải mà mình mới có áo mình mặc. Thường cư chức nữ chi lao, nhật thực tam sang, mẫu niệm nông phu chi khổ. Là ngày mình ăn ba bữa cơm thì phải nhớ nghĩ đến cái công lao của người cày ruộng. Nếu không có người cày ruộng làm sao có cơm mình ăn? Nếu không có người dệt vải làm sao có áo mình mặc? Nếu không có người xây cất nhà làm sao mình có nhà ở? Không có, nếu không có người mà lọc nước cho vào chai rồi rót vào trong cái ly nước này thì làm sao có nước mình uống? Như vậy trong cuộc sống này nó có sự liên hệ với nhau hết. Từ người dệt vải cho đến người cày ruộng, cho đến người mang đồ ra ngoài chợ bán, cho đến người vân vân và vân vân. Không phải sự quan hệ giữa người với người không, mà còn quan hệ giữa người với môi trường, quan hệ giữa người với những loài bò bay mấy cửa, vi tế côn trùng. Chúng ta sống trong cái thế gian này, chúng ta đừng nghĩ rằng giữa người với người mới là quan trọng, giữa người với người mới có tính thiết yếu với nhau. Không phải. Không phải là không phải, nhưng mà còn nhiều hơn nữa. Giữa người với những loài bò bay mấy cửa, vi tế côn trùng, với những con sinh vật sống trong cái môi trường này cũng quan hệ mật thiết lắm đó. Qua một câu chuyện của một người thám hiểm leo trên núi cao, và khi anh ta đi lạc cái phái đoàn của mình, rơi vào trong một cái vùng núi hẻo lánh, anh ta bị đói khát, thấy một cái con chuột nó bò trên cái sườn núi, anh ta đập chết con chuột đó để anh ta ăn, để lấy làm thức ăn. Nhưng mà sau đó đến mùa màng, nó tàn phá hết cái vùng đồi, không giống như xưa. Lý do vì anh đập chết con chuột đó anh ăn, cho nên không còn con chuột để ăn những cái loài sâu bọ mà nó gìn giữ cho cái mùa màng được tốt đẹp. Và từ chỗ đó nó tàn phá cái môi trường của cái vùng núi đồi đó. Đó là một câu chuyện thám hiểm của người Mỹ. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng đời sống của con người nó có sự liên hệ đến tất cả những loài sinh động vật, những cây cối, những cái môi trường. Thưa quý đạo hữu, tại sao ở nơi quê hương này người ta phải xây dựng những cái công viên, những cái vườn tược phải có cây xanh, phải có cỏ xanh? Cây xanh cỏ xanh là để tạo lấy một môi trường sống được trong sạch, được tốt đẹp, làm êm dịu cái tâm tư của con người xuống, không có gì
cái chữ Mỹ gọi là stress hả? Căng thẳng đó phải không? Dạ, thầy nói chữ căng thẳng thì hay hơn là cái chữ stress. Căng thẳng đầu óc để nhìn vào trong một bãi cỏ xanh, thấy lòng của mình nó dịu xuống. Nhìn vào trong một công viên có cây xanh tươi, có bông hoa, để làm cho lòng mình được êm ả. Thực tế nó là như vậy. Vậy thì ở nơi đây chúng ta thọ nhận những cái phẩm vật như sàn tọa, như dược phẩm trị bệnh, thì người mà thọ nhận những cái điều đó, những cái sự việc đó, thì người đó mong rằng cái việc làm của những vị tạo ra các vận dụng ấy, tức là người tạo ra sàn tọa, người tạo ra thuốc để trị bệnh, người tạo ra cơm ăn, áo mặc, nhà ở, xe đi và những vật dụng chung quanh, thì mong rằng những người đó làm sao được lấy cái quả báo lớn, được lợi ích lớn. Mà nếu mình muốn cái người mà tạo ra những cái phẩm vật để cúng dường cho mình được công đức lớn, được lợi ích lớn, thì mình phải như thế nào? Mình phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tịnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ vắng lặng. Còn nếu mình muốn những người đó được có công đức lớn, được lợi ích lớn, mà mình cứ dõng dước đi chơi, nhận cái y thiệt là đẹp đắp rồi, mình không cần nghĩ đến cái người cúng dường nữa, ăn một bữa cơm thiệt no xong rồi đi về, mình cũng biết rằng bữa cơm đó từ đâu có và ai cho mình ăn. Như vậy thì làm sao cái người mà thọ, cái người mà cúng dường cái công đức, cái giường, cái công đức bữa ăn, cái công đức cái áo, cái công đức tịnh tài, được cái phước đức lớn được, phải không? Cho nên điều thứ ba là Đức Thế Tôn giảng dạy như đó: mong rằng ta hưởng thọ các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàn tọa và các dược phẩm trị bệnh, thì mong rằng cái việc làm của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, được phước đức nhiều, được bình yên và hạnh phúc. Mà nếu mình muốn như vậy á, thì cái điều kiện tiên quyết là mình phải thành tựu đạo nghiệp, mình phải gìn giữ giới bổn, mình phải chánh hạnh đoan trang, mình phải giữ tâm thuần tịnh, thì nó mới có cái kết quả như thế đó. Cũng giống như người cày ruộng đó phải biết cách cày ruộng, phải biết cách gieo mạ, phải biết cách tháo nước, phải biết cách bón phân, chăm sóc ruộng vườn, thì 3 tháng sau mới có lúa ăn. Còn nếu cũng là người cày ruộng mà cày khơi khơi, cày chỗ sống chỗ chín, rồi cấy lúa thì chỗ thấp chỗ cao, bón phân thì không đúng thời tiết, làm sao có 3 tháng sau có gạo để mà ăn, phải không thưa quý đạo hữu, đúng không? Hồi nãy giờ quý đạo hữu có cày ruộng không? Dạ. Có dệt vải không? Có nấu cơm không? Thì đó là những điều mà Đấng Thế Tôn giảng dạy ở trong kinh Ước Nguyện. Mình ước nguyện thì mình phải làm đúng với cái ước nguyện đó. Còn nếu mình ước nguyện, mình mong muốn, mình làm sai cái nguyên tắc, thì mình sẽ không có kết quả. Điều thứ tư: mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết, khi họ mạng chung, nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ, với tâm kính trọng, với tâm biết ơn. Khi mà người thân của mình chết, người đó phải nghĩ đến mình, là biết ơn mình, kính trọng mình, vân vân và vân vân. Và người đó nghĩ đến mình, biết ơn mình, sùng phụng mình, kính trọng mình, thì nhờ những cái đức tính đó mà con người đó được quả báo lớn, lợi ích lớn, phước đức lớn, hạnh phúc lớn, bình an lớn. Mình muốn con người đó như vậy đó. Mà nếu mình muốn con người đó như vậy đó, thì giống như trên, phải gìn giữ giới đức, phải tôn trọng giới bổn, phải tham thiền,
phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải làm các việc thiện, thì người đó mới có được cái công đức to lớn, sự lợi ích to lớn theo cái ước muốn của mình. Điều thứ năm, mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chứ không phải lạc và bất lạc nhiếp phục nơi ta. Trong cái đời sống hàng ngày của mỗi con người, có khi vui, có khi buồn, có khi được, có khi mất, có khi bằng lòng, có khi không bằng lòng. Nhưng khi mà chúng ta được thì chúng ta vui, mà khi mà chúng ta không được là chúng ta buồn. Nhưng ở nơi đây mình muốn rằng, ở trong kinh giảng dạy rằng, khi được mình cũng nhiếp phục được cái được đó, mà khi không được mình cũng nhiếp phục cái không được đó. Có nghĩa là khi mình lạc, khi mình vui thì mình cũng không quá vui, mình không chìm đắm trong cái vui đó. Mà khi mà chúng ta không được vui nhiều, hay là chúng ta hoàn toàn không vui, hay là chúng ta có cái sự đau thương, sầu muộn, thì chúng ta cũng không có bị đắm chìm trong sự đau thương và sầu muộn đó. Có nghĩa là mình làm chủ được cái tâm của mình trong khi vui, mình thấy rõ được cái lằn vết của tâm của mình khi buồn. Để chi? Để mình không rơi vào giữa hai cái trạng thái khổ và lạc. Nếu mà chúng ta tiếp tục rơi vào trong hai cái trạng thái giữa khổ và lạc, mà khi khổ là chúng ta buồn, khi lạc thì chúng ta vui, có nghĩa là mình không làm chủ được cái tâm của mình. Mà mình không làm chủ được cái tâm của mình thì cái tâm của mình sẽ chi phối mình, đúng không? Nếu mình không làm chủ được tâm mình thì tâm mình sẽ chi phối lại mình. Trước 5 phút mặc áo tràng vô đàng hoàng tử tế, tay nắm chìa khóa rồi, và sắp sửa đi lên chùa để nghe thầy thuyết pháp, qua đến phút thứ tư nhận được một cú phone: bà ơi, trời ơi, tối nay có một cái chương trình văn nghệ hay lắm, các ca sĩ danh tiếng nó về, nó ca nó hát, mời bà đi với tôi. Thế là cái tâm đi chùa được đổi lại thành cái tâm đi coi văn nghệ, đúng không thưa quý đạo? Vậy thì vừa trước cái tâm của mình bảo mình đi chùa, bảo mình đi chùa cho nên mặc áo tràng vô, cầm chìa khóa và sắp sửa ra đề máy xe để chạy lên chùa, nhưng nhận được cú phone thì cái tâm đi chùa chuyển thành cái tâm đi nghe chương trình văn nghệ, từ thiện, cơm chay, vân vân. Cho nên chúng ta phải thấy được cái lằn vết của tâm đi. Mà khi mà chúng ta thấy được cái lằn vết của tâm đi là một phần nào mình đã làm chủ được với chính mình. Còn nếu mà mình không thấy được cái lằn vết của tâm đi thì mình không làm chủ được cái tâm của mình, và cái tâm của mình sẽ sai sử lại, chứ không phải là mình làm chủ. Cho nên từ chỗ đó, cái điều ước nguyện thứ tư là mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết mệnh chung, nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ, nghĩ đến mình mà bằng một cái tâm hoan hỷ, nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn. Thì cái con người đó phải làm những điều như trong cái điều thứ nhất mà ở nơi đây thầy lược đi, không có lặp lại. Điều thứ năm, mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chứ không phải lạc và bất lạc nhiếp phục ta. Mình làm chủ cái vui, mình làm chủ cái buồn, mình làm chủ cái đúng, mình làm chủ cái sai. Thì nếu mà mình làm được điều đó thì mình phải là thành tựu viên mãn các giới luật, kiên trì nội tỉnh, vân vân và vân vân, như cái điều thứ nhất. Điều thứ sáu, mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Ta luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên. Nếu mà sự khiếp đảm và sợ hãi khởi lên trong tâm của mình thì mình nhiếp phục cái sự khiếp đảm và sợ hãi đó, chứ không phải cái sự sợ hãi và nhiếp khiếp đảm đó nó nhiếp phục mình, nó làm chủ mình. Thưa quý đạo, trong cuộc sống này nhiều khi chúng ta không có để ý,
Nhưng mà rồi khi chúng ta buồn, khi chúng ta vui, khi chúng ta sợ, khi chúng ta lo, mà những cái tâm lý vui, buồn, sợ, lo, nó dễ chi phối cái đời sống của mình. Vì cái nỗi sợ mà mình mất hạnh phúc với gia đình, vì cái nỗi lo mà mình làm buồn phiền người thân của mình. Như chúng ta đã nghe, nếu cái tâm của mình được an nhiên tịch tịnh thì cái việc thiện nhỏ trở thành việc thiện lớn. Mà nếu cái tâm của mình mà bị rối loạn, vọng động, sợ hãi, khiếp đảm thì cái lỗi nhỏ thành cái lỗi to. Phải không thưa quý đạo hữu? Thật tình là như vậy. Khi mà cái tâm của mình không làm chủ được mình, mình bị khiếp đảm sợ hãi, mà nếu người ta cật vấn mình, người ta interview mình mà tâm mình không được định tĩnh, thế là mình rớt như không. Mà đó là một cái tâm lý cụ thể khi mà chúng ta tiếp xúc với cái đời sống của xã hội. Mà trước mặt mình là một ông luật sư, trước mặt mình là một ông chủ, trước mặt mình là một gì đó, mà tâm của mình không được định tĩnh, tâm của mình bị khiếp đảm, tâm của mình lo lắng, thì chắc chắn rằng nó sẽ không đưa đến một kết quả tốt đẹp chút nào hết. Thực tế nó là như vậy. Vậy thì ở nơi đây, điều thứ sáu, ước nguyện là mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải khiếp đảm và sợ hãi chinh phục với chính mình. Ta luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi khi mà khiếp đảm và sợ hãi nó khởi lên. Trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta hãy lưu ý điều đó. Khi mà chúng ta tiếp xúc với những tầng lớp người trong xã hội, chúng ta cần một việc gì, chúng ta cố gắng gìn giữ cái tâm của mình được định tĩnh, tâm của mình được an lạc, tâm của mình được thanh thản, thì cái sự việc mà mình cần đó, sự việc mình tiếp xúc đó, nó sẽ thành tựu tốt đẹp. Còn nếu mà mình không giữ cái tâm của mình được định tĩnh, an lạc, mình đối diện với một con người lớn hơn mình, có thế lực hơn mình, có ngôi vị lớn hơn mình, mà mình mất bình tĩnh, là thưa quý đạo hữu, mình sẽ không được thu hoạch được tốt đẹp đâu. Điều thứ bảy, mong rằng tùy theo ý muốn, không khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, tu tập chứng đắc quả thánh, hiện tại lạc trú. Mình ước nguyện, mình ước mong rằng theo ước muốn của mình, theo ước nguyện của mình, trên cái con đường tu tập không có khó khăn, trên cái con đường tu tập đó không có mệt nhọc, trên cái con đường tu tập đó không có phí sức, và cầu mong cái sự tu tập của mình sẽ đưa đến quả vị trở thành bậc thánh. Nếu mình muốn như thế đó thì mình phải như thế này, phải như thế này. Như cái lời đầu đã nói, mình phải gìn giữ chánh hạnh, mình phải thọ trì giới bổn, mình phải thanh tịnh giới đức, mình phải ở nơi trú xứ nhàn tịnh, vân vân. Điều thứ tám, mong rằng những giải thoát tịch tịnh, siêu thoát sắc giới, vô sắc giới, ta có được cảm xúc lạc trú, an vui trong cảnh giới ấy. Thưa quý đạo hữu, ngoài cái thế giới sa bà này còn có nhiều thế giới khác nữa, mà những thuật ngữ của Phật giáo được gọi là tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đang sống ở nơi cõi dục, chúng ta đang sống nơi thế giới sa bà trên hành tinh của cái mặt đất này, thì mình mong muốn rằng những giải thoát tịch tịnh, siêu thoát ở nơi cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, tức là cõi thứ hai là sắc giới, cõi thứ ba là vô sắc giới, và ta có cảm xúc lạc trú,
an vui trong cảnh giới ấy, có nghĩa là mình có cảm giác lạc trú an vui nơi cảnh giới của sắc và cảnh giới của vô sắc. Mình muốn như vậy đó. Nhưng mà nếu mình muốn như thế đó thì mình phải theo như cái ý của lúc ban đầu, là mình phải tu tập, mình phải viên mãn giới đức, mình phải kiên trì vân vân và vân vân. Cũng giống như là một em bé, mình ước muốn rằng mình trở thành một tiến sĩ. Không biết ở nơi đây có ai là tiến sĩ không biết. Quý đạo hữu, trong quý đạo hữu có ai là tiến sĩ không? Có ai là bác sĩ không? Thế nào cũng có một người bác sĩ, hai người bác sĩ đang nghe thầy nói và tự thấy lại lòng mình, ồ thì ra thầy nói đúng. Nếu mình muốn trở thành một bác sĩ, nếu mình muốn trở thành một tiến sĩ thì sao? Phải siêng năng học, phải có thông minh, phải thuộc bài, vân vân và vân vân. Vậy thì cái nhân là thông minh, cái nhân là siêng năng, cái nhân là cần mẫn, cái nhân là mong muốn để đưa đến cái kết quả là tiến sĩ. Còn nếu tạo lấy một cái nhân mà cái nhân đó lười biếng nè, cái nhân đó ăn rồi ngủ nè, cái nhân đó dựa nói không nghe nè, cái nhân đó vợ khuyên phải cố gắng học đi để một ngày mai kia gì đó đậu trạng nguyên, liều giỏng đi về làng để đón tôi, nhưng mà rồi không nghe lời vợ cho nên cuối cùng không được trạng nguyên. Vậy thì cái ước muốn đó nó có hiện thực không? Cái ước muốn đó nó thành tựu không? Nó không thành tựu lý do mình làm biếng, lý do mình không có nỗ lực, lý do mình không có thông minh, lý do mình không có cần mẫn. Thì ở nơi đây một vị tỳ kheo cũng vậy. Tôi ước muốn rằng trên cái con đường tu tập tôi sẽ chứng đắc những quả thiền ở nơi sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà nếu mà anh muốn như thế đó thì anh phải nỗ lực tu tập ngồi thiền ngày hôm nay thì anh mới chứng đắc được từng thiền thứ hai, từng thiền thứ ba, từng thiền thứ tư chứ. Đó là cái ước muốn của thứ tám. Ước muốn cái thứ chín, mong rằng ta diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác. Nếu mình ước muốn như thế đó thì mình phải như thế đó. Giống như là cái cách lý luận tam đoạn luận, cách lý luận. Nếu anh là như thế này thì sẽ là như thế này. Tôi mà làm như thế này thì sẽ đưa đến kết quả như thế này. Còn nếu mà anh nói theo những cái cách lý luận của nếu tôi là anh thì tôi sẽ làm như thế này, nhưng mà tôi không phải là anh thì làm sao cái sự việc nó sẽ là như thế này được. Vậy thì nếu tôi muốn, tự thân của tôi muốn thì tự thân của tôi phải làm, mà tự thân của tôi phải làm thì nó sẽ đưa đến kết quả tốt như thế này. Anh không thể nói bằng ngôn ngữ mà anh phải hạ thủ công phu. Anh muốn là anh phải làm, giống như người cày ruộng, muốn có gạo ăn là phải vác cày ra ngoài ruộng, phải lừa trâu ra ngoài ruộng, cày ruộng lên, thả nước vô, gieo mạ xuống, cấy lúa, vân vân và vân vân. Trên cái con đường tu tập, một vị tỳ kheo hay những người nam nữ cư sĩ Phật tử muốn rằng ta diệt trừ ba kiết sử, chứng quả dự lưu. Nếu mà anh muốn diệt trừ ba kiết sử để chứng quả dự lưu thì anh phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tịnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ nhàn tịnh. Đây là một cái kết quả, một cái công năng tu tập mà Đức Thế Tôn đưa ra để cho ước nguyện của anh được thành tựu. Mà nếu anh theo cái nguyên tắc này thì anh sẽ thành tựu những ước nguyện từ ước nguyện thứ nhất cho đến ước nguyện thứ chín. Còn nếu mà anh không theo cái nguyên tắc này, tức là anh không phải thành tựu viên mãn các giới luật, không có kiên trì, không có nội tâm tịch tỉnh, có sự gián đoạn của thiền định, không có thành tựu các quốc hạnh, không có thích sống tại các trú xứ không tịnh, thì những ước muốn của anh trở thành hư vô. Không có. Quý đạo hữu hiểu ha. Ước muốn như thế này thì sẽ đưa đến như thế này. Điều thứ 10. Mong rằng
ta diệt trừ ba kiết sử, làm cho muội lược tham sân si. Chứng quả Nhất Lai chỉ trở lại đời này một lần nữa để đoạn tận khổ đau, chứng vô sanh A La Hơn. Nếu muốn như thế đó thì phải như thế này. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều cái ước muốn. Vậy thì chúng ta nghe cái nội dung ước muốn ở trong kinh ước nguyện thì chúng ta lấy đó là một cái tiêu đích để chúng ta muốn như thế này thì chúng ta phải làm như thế này. Mà chúng ta làm đúng cái nguyên tắc như thế này thì ta có kết quả tốt như thế này. Giống như là một đoàn sinh của tổ chức gia đình Phật tử, khi mới gia nhập đoàn sinh của tổ chức đó là oanh vũ nam, là oanh vũ nữ, rồi học lên cánh cứng cánh mềm, rồi gì đó kiên trì gì đó vân vân, để rồi anh phải theo cái thứ lốt nguyên tắc đó cho đến một ngày mai kia anh trở thành một đoàn trưởng, anh trở thành một huynh trưởng, anh trở thành một liên đoàn trưởng, anh trở thành một bác gia trưởng. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Mà nếu anh không làm đúng cái nguyên tắc đó thì sẽ không thành tựu. Giống như là một người nông phu làm ruộng. Người nông phu đó phải biết cách tháo nước, dẫn nước từ nơi cái dòng sông kia vào trong những thửa ruộng của mình. Thì người nông phu đó phải biết được rằng muốn dẫn nước từ nơi con sông kia vào trong cái thửa ruộng như thế nào. Phải đắp cái con đê, phải đào cái con mương để dẫn nước từ nơi con sông nó vào thửa ruộng thứ nhất. Sau khi mà thửa ruộng thứ nhất đầy nước rồi thì đắp cái con đường vô nước của thửa ruộng thứ nhất, tháo cái con đường của thửa ruộng thứ hai, dẫn nước đến con đường thửa ruộng thứ ba. Nếu được như thế đó thì cái mùa năm đó người nông phu sẽ có gạo ăn một cách tốt đẹp. Còn nếu mà người nông phu dẫn nước mà rồi nước không vô thửa ruộng thứ nhất, nước chảy qua thửa ruộng thứ hai, nước không vô thửa ruộng thứ ba, nước chảy vô thửa ruộng thứ tư, thì quý đạo hữu có thấy được rằng người nông phu đó thu hoạch được tốt đẹp không? Không có tốt đẹp. Cũng giống như người đẽo gỗ làm bánh xe, phải người đẽo gỗ làm bánh xe đó phải biết chọn cái gỗ tốt, phải biết chọn cái gỗ cong theo cái vòng tròn của xe và đẽo gỗ như thế nào để cho cái vành xe nó được cứng, nó được cong đều, nó không bị trơn vên, vân vân và vân vân. Trên cái con đường tu tập cũng vậy, người tu tập cần phải biết cái pháp môn mình tu như thế nào. Nếu mình thích hợp với pháp môn niệm Phật thì mình tu theo pháp môn niệm Phật. Nếu mình thích hợp với cái pháp môn ngồi thiền thì mình chọn lấy cái pháp môn ngồi thiền. Nếu mà chúng ta không tụng lấy, nếu mà chúng ta không chọn đúng với cái pháp môn của mình tu thì mình sẽ bị, nói theo như tiếng Anh gọi là bị confused ha. Confused nghĩa là gì? Bị nghi ngờ, bị. Cho nên cái ước nguyện thứ 10 là mình đoạn trừ ba kiết sử, là muội lược tham sân si. Chỉ muội lược tham sân si thôi nghe, chứ chưa phải là đoạn tận tham sân si. Thưa quý đạo, khi nói đến tham sân si là ba cái món phiền não căn bản. Mà ai là con người cũng đều có sân si hết, tham sân si hết. Ai là những cái chúng sinh cũng đều có tham, đều có sân, đều có si hết. Thưa quý đạo hữu, nhà của quý đạo hữu nuôi 3-4 con chó. Nó đang chơi với nhau một cách ngon lành, nó vui vẻ với nhau vậy đó. Ấy vậy mà bây giờ mình quăng cho nó một miếng thịt, nó tự nhiên cái ba con chó nó hồi trước, mới trước đây một phút nó đang chơi với nhau vui vẻ, nó đùa giỡn với nhau, quăng miếng thịt cái tự nhiên nó gầm gừ với nhau và nó không bằng lòng với nhau vì cái miếng thịt. Vậy thì thưa quý đạo hữu, loài động vật nó có tham không? Tham lắm à.
Nó có sân không? Sân dữ lắm á. Nó có si không? Si nhiều lắm đó. Vì tham, vì sân, vì si nhiều cho nên nó làm loài súc sinh ngạ quỷ. Bây giờ mình là con người, không phải là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhưng cái lòng tham của mình cũng không có ít. Mà còn nhiều khi tham dữ nữa. Như cái con vật nó đói bụng, nó chỉ như con cọp đi, như con cọp nó đói bụng, nó chỉ bắt một con nai nó ăn, ăn xong rồi nó nằm ngủ. Bây giờ con nai thứ hai đi ngang qua nó cũng chẳng thèm bắt nữa. Nhưng ngược lại con người của mình quăng lưới xuống dưới biển, kéo được một mẻ lưới 1000 con cá lên. Nhưng mà sau khi kéo cái mẻ lưới có 1000 con cá lên rồi, gỡ lấy cá hết ra rồi, quăng thêm mẻ thứ hai nữa, kéo lên 1000 con cá nữa. 1000 con cá rồi, trời ơi ghê, nó nặng rồi mà còn ham nữa. Nhưng mà lòng tham, quăng thêm một mẻ lưới thứ ba, kéo lên 1000 con cá nữa. Trời khẩm mới ghê, chạy hết nổi, may mà nó chưa chìm. Mà quý đạo hữu nhớ lại một thời thuyết giảng nào thầy có nói rằng quả 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 may túi ba gan qua núi vàng mà đựng. Nhưng mà con quả nó chỉ nói may túi ba gan thôi. Ấy vậy mà vì lòng tham của mình, thay vì may túi ba gan, bây giờ may túi 9 gan. Một cái túi vàng 3 gan nó còn chở nổi, bây giờ một túi vàng 9 gan làm sao nó chở nổi. Cho nên nó bay qua biển, nó chớp cánh một cái anh chàng nó rớt, chia lệ cái bị vàng 9 gan nó rớt xuống dưới biển, chết mất. Cũng vì tham. Chứ nếu mà nghe lời con quả, may túi 3 gan thôi, về 3 gan vàng đủ nuôi vợ, đủ nuôi con, đủ mua nhà lầu, xe hơi rồi, có đâu. Cho nên thưa quý đạo hữu, mong rằng ta đoạn trừ được 3 kiết sử làm cho muội lược tham sân si, chứng quả Nhất Lai. Thưa quý đạo hữu, quả Nhất Lai tức là quả dự lưu. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì cái quả Nhất Lai tức là quả A Na Hàm còn trở lại thế gian này một lần nữa. Và nhờ đó mà mình đoạn tận được cái sự khổ đau, không bị chi phối bởi phiền não vô minh, thì phải là như thế đó. Điều thứ 10, mong rằng ta diệt trừ 5 hạ phần kiết sử, chứng được vô sanh, đắc Niết Bàn ngay tại cảnh giới ấy, không còn trở lại thế giới này nữa, thì cũng phải là như vậy. Điều thứ 12, mong rằng với tâm của ta, ta biết được tâm của các chúng sinh và loài người. Tâm có tham, ta biết tâm có tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. Tâm có sân, có si, ta biết tâm có sân, có si. Tâm không sân, không si, ta biết tâm không có sân, không có si. Vân vân, như kiêu căng, tật đố, vân vân. Cái tâm như thế nào thì mình biết như thế đó. Nếu mình muốn như thế đó thì mình phải là như thế này. Điều thứ 13, mong rằng ta nhớ đến các đời sống trong quá khứ, như một đời, như hai đời, như ba đời, đến 1000 đời, đến 100000 đời, đến nhiều hỏi kiếp, đến nhiều thành kiếp, thì phải là như thế này. Điều thứ 14, mong rằng với thiên nhãn thuần tịnh, ta thấy sự sống và sự chết của chúng sinh, kẻ cao sang, người quyền quý, kẻ đẹp, người xấu, kẻ tu hành, người không biết tu hành các nghiệp thiện, biết tất cả sự lưu chuyển, sự tạo tác được đến nghiệp lành, đưa đến nghiệp lành, nghiệp dữ, đầu thai nơi đời này, đầu thai nơi loài kia. Và nếu mình muốn có một cái tâm mà mình biết như thế đó thì mình phải như thế này. Đức Thế Tôn giảng dạy như thế đó. Và từ chỗ đó chúng ta thấy rằng lời dạy, giảng dạy của Đấng Thế Tôn vô cùng cụ thể và thiết thực. Nếu anh khát nước thì anh phải bưng ly nước lên mà uống, chứ không nói rằng tôi khát nước, tôi khát nước mà không bưng ly nước lên uống,
thì dù cho có anh nói suốt cả đời đi nữa, anh vẫn không khác được. Cái cụ thể là ở chỗ đó, cái thực thể là ở chỗ đó. Anh nói anh tu, đi tới đâu cũng khoe rằng mình tu, mình làm các việc thiện, mình tích lũy các công đức, mà rồi mình gặp một người ăn xin không cho một đồng bạc. Đến giờ ngồi thiền thì mình đắp chiếu mình ngủ. Đến giờ đi làm các công tác Phật sự thì mình lại lái xe đi chơi. Như vậy thì làm sao từ nơi cái nhân để đưa đến cái quả được? Cho nên tinh thần của đạo Phật là đạo như thật. Đạo như thật có nghĩa là việc nói và làm là phải đi song song với nhau. Anh không thể nói anh tu tập chứng đắc mà anh không tu. Anh không thể nói rằng tôi ăn cơm no nhưng mà thực tế 2-3 chén cơm còn để trên bàn đó thì cái bụng vẫn đói. Tinh thần của đạo Phật là thực tế, cụ thể. Việc làm thiện đưa đến kết quả thiện, việc làm ác đưa đến kết quả ác. Và muốn thành tựu đạo nghiệp, anh phải hạ thủ công phu. Anh không hạ thủ công phu, có nghĩa là anh không bắt tay vào trong công việc làm, thì trăm kiếp ngàn đời, anh vẫn là phàm phu chay. Cho nên, từ những cái giá trị đó, chúng ta phải thấy được rằng, tất cả mọi vấn đề nên hư, tốt, xấu được quyết định bởi mình. Được quyết định bởi mình. Bởi vì Đấng Thế Tôn không phải là một thần linh. Đức Phật không phải là một thượng đế. Cho nên chúng ta gọi Đức Thế Tôn là một bậc Đại Giác Thế Tôn. Ngài có đầy đủ toàn trí, toàn đức, toàn sự giác ngộ, nhưng không có cái được gọi giống như các ngoại đạo là từ nơi Ngài có khả năng hoán chuyển hết tất cả những cái nghiệp lực của chúng sinh. Ngài không thay thế cho một con người ai để tu tập từ việc đoạn trừ các việc ác, tích lũy các việc lành. Tự mỗi người phải chịu trách nhiệm với chính mình. Chịu trách nhiệm đó là cái thiện của chính mình. Chịu trách nhiệm đó là cái ác của chính mình. Mình tạo thiện, mình sẽ được kết quả thiện. Mình tạo ác, mình sẽ được kết quả ác. Mà cái sự hiện diện của Đấng Thế Tôn không tham dự vào những điều mà con người tạo tác. Từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng Đức Thế Tôn đã tôn trọng cái tinh thần tu tập của mỗi con người. Do vậy mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy rằng các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Các con hãy thắp đuốc trên ở nơi chánh pháp mà không thắp nơi bất cứ chỗ nào. Nếu mà chúng ta thắp đuốc trên nơi giáo pháp thì giáo pháp đó sẽ soi sáng để mình tu tập, để mình đi. Còn nếu mà mình thắp đuốc đó mà không thắp nơi tinh thần giáo pháp, mà thắp ở nơi một cái ông thần linh nào đó, một cái cây đa nào đó, một ông táo nào đó, một dòng sông nào đó, thì làm sao những con người đó, không phải là những con người mà được gọi là thần linh, thần linh đó có thể soi sáng để cho mình đi được. Ngay cả bình vôi cũng còn là phàm phu, ngay cả cây đa cũng còn là phàm phu, ngay cả dòng sông cũng còn là phàm phu, thì làm sao mà họ đủ khả năng để mà soi sáng trên bước đường mình đi, không phải sa chân sải hố đâu. Bởi vì họ chưa là giác ngộ. Các vị thần linh chưa phải là giác ngộ. Mà chưa giác ngộ, tự thân của họ có đâu họ giác ngộ cho mình. Cho nên
các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với giáo pháp, thắp nơi chánh pháp, mà không thắp lên với bất cứ một nơi nào. Các con hãy tự mình quy y với chính mình, mà không quy y nơi bình vôi, ống táo, vân vân và vân vân. Nương tựa nơi chính mình để mình thấy được rằng điều đó là đúng thì mình làm, điều đó không đúng thì mình không làm. Điều thứ 14, mong rằng với thiên nhãn thuần tịnh, ta thấy sự sống và sự chết của chúng sinh, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ tu hành, người không tu hành, biết tất cả các hành nghiệp, biết tất cả sự lưu chuyển, sự tạo tác, đưa đến nghiệp lành, nghiệp dữ, đầu thai nơi loài này, thác sinh nơi loài kia. Nếu mình muốn mình được như vậy đó, thì mình phải như thế này. Đức Thế Tôn dạy, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, biết sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu tập các học giới. Nhờ vậy mà thành tựu được công năng tu tập, thăng hoa quả thánh, lớn lòng từ bi, cứu độ chúng sinh, đồng thành Phật đạo. Quý đạo hữu thấy những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn ở trong kinh Ước Nguyện nó có cụ thể không? Nó theo cái nguyên tắc không? Đúng cái nguyên tắc thì mình sẽ có tất cả, sai nguyên tắc mình sẽ mất tất cả. Giống như người thợ gốm, họ làm đồ gốm. Người thợ gốm đó, họ lấy đất sét, họ đổ nước vào, họ nhồi đất sét cho mềm đi. Sau khi nhồi đất sét cho mềm đi, họ muốn làm thành cái ly, thì họ lấy đất sét, họ làm cái rỗng ruột, rồi họ bỏ vào trong cái khuôn, họ xoay tròn như thế này, họ để cái tay để cho cái ly tròn nó chạy theo cái tay của họ. Nó tròn đến như thế nào, nó cao đến như thế nào, nó thấp như thế nào. Sau khi mà đúng như cái nguyên tắc và ước muốn của họ xong rồi, họ làm cho cái vòng quay đứng lại và họ bỏ vô trong lửa, họ nung thành ra cái ly. Còn nếu mà họ lấy đất sét, họ muốn làm cái ly mà họ bỏ cái cục đất sét lên cái giàn quay, mà họ ngồi đó họ hút thuốc, họ ngồi đó họ uống cà phê, 5 phút sau, nửa tiếng đồng hồ sau, cục đất sét đó có thành cái ly không? Không. Như vậy, những điều ước nguyện ở trong kinh Ước Nguyện, Đức Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng ta thấy được một cái nhìn cụ thể. Tạo lấy cái nhân như thế này thì phải có kết quả như thế này, mà anh muốn kết quả như thế này thì anh phải có cái nhân như thế này. Nếu mà anh muốn kết quả giàu có sang trọng mà anh làm biếng nằm đó không chịu làm thì làm sao có cái kết quả giàu có sang trọng được. Nói một cách dễ hiểu, bình dân là như vậy đó. Vậy thì Đức Thế Tôn giảng dạy rằng hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ mà tu học các học giới. Nhờ vậy thành tựu các công năng tu tập, thăng hoa quả thánh, lớn lòng từ bi, cứu độ chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Đó là cái nguyên tắc. Dẫu biết rằng trên cái con đường tu, thầy nói sao nguyên tắc đối với thế gian, đối với việc làm mới có nguyên tắc, chứ tu làm gì có nguyên tắc. Không có nguyên tắc sao được. Phải có cái nguyên tắc, nó là như vậy. Anh làm đúng cái nguyên tắc thì anh mới thành tựu được. Nếu không làm đúng trên cái nguyên tắc đó thì không có thành tựu được. Vậy thì đối với cái sự ước nguyện của thế thường, tức là của con người bình thường trong xã hội, là họ ước nguyện rằng có cơm ăn, có nhà ở, có tiền tài, có danh vọng. Mà những sự ước nguyện đó còn đánh đổi bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Anh muốn trở thành một tiến sĩ, anh phải vùi đầu vào trong sách vở anh học. Anh muốn trở thành một nhà nông có gạo ăn,
anh phải cày, anh phải cấy, anh phải tưới nước, anh phải bỏ phân. Anh muốn trở thành một con người tốt thì anh phải noi gương theo tiền nhân, theo đạo đức lễ nghi, công dân giáo dục, công dân đức dục. Nếu anh không đi trên cái con đường đó thì anh sẽ không trở thành một con người tốt. Còn nếu mà anh muốn tu hành để trở thành một bậc thánh thì anh cũng phải theo đúng cái nguyên tắc là Đức Thế Tôn giảng dạy rằng nếu ai mà tu tập để chứng đắc trở thành bậc thánh thì người đó phải đi trên cái con đường giáo pháp giới, định, tuệ. Còn nếu mà anh không đi trên cái nguyên tắc của giới định tuệ, anh không đi trên cái yếu chỉ của giới định tuệ, làm sao anh có thể trở thành một bậc thánh được? Trong khi đó Đức Thế Tôn giảng dạy rằng con phải tu trên tinh thần giáo pháp tam vô lậu học, là giới, là định, là tuệ. Nhân giới sanh định, nhân định phát huệ. Bây giờ mình không tu nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, mình tu theo cá nhân của mình là mình tu tham, tu sân, tu si. Làm sao trở thành một bậc thánh? Cho nên từ chỗ đó, với một ước nguyện của thế thường là cơm ăn, nhà ở, tiền tài, danh vọng, mà còn đòi hỏi mình một cái khả năng làm việc siêng năng, không có lười biếng, vân vân, không có nhát nhóm, không có dễ vui, thì mình mới thành tựu được có cơm ăn, nhà ở, tiền bạc, danh vọng. Mình muốn có sức khỏe tốt, trí tuệ cao, mình phải gìn giữ tự thân của mình, mình phải tài bồi nơi cái tự thân của mình thì mình mới có sức khỏe tốt. Mà muốn có sức khỏe tốt thì sao? Mỗi buổi sáng 6 giờ mời quý đạo hữu đi ra gì đó, fitness hả, tập thể dục, dạ, chạy, đi ra ngoài đường, đi bộ thì nó mới có sức khỏe chứ. Nếu mà ở nhà đóng cửa lại, không dám nói giống như thầy, thì làm sao mà có sức khỏe được? Cho nên từ chỗ đó, mọi người đều có ước nguyện, nhưng cái ước nguyện đó chúng ta có hạ thủ công phu hay không? Cái ước nguyện đó chúng ta có đầu tư nó vào trong tâm huyết của mình hay không? Nếu mình đầu tư cái việc làm đó mà tâm huyết của mình thì sẽ được thành tựu lớn. Vậy thì sự ước nguyện theo thế thường là cơm ăn, nhà ở, tiền tài, danh vọng, sức khỏe tốt, trí tuệ cao đều từ nơi tự thân của mình, giá trị là ở chỗ đó. Sự ước nguyện của chân thường, tức là một bên ước nguyện của hữu vi, một bên ước nguyện của vô vi, một bên ước nguyện của thế gian và một bên ước nguyện của xuất thế gian. Vậy thì ước nguyện của xuất thế gian là giữ thân tâm được an lạc, niềm tin bất động với lý tưởng giác ngộ và giải thoát của mình, thăng tiến trên cái con đường tu chứng và thể độ tất cả chúng sinh. Mà nếu chúng ta muốn độ tất cả chúng sinh thì chúng ta phải giữ thân tâm được an lạc, chúng ta phải có một niềm tin bất động nơi ngôi tam bảo. Cái niềm tin giác ngộ và giải thoát của mình luôn đề khởi trước mặt của mình. Có được như thế đó thì mình mới đưa đến một thành quả tốt đẹp, có khả năng để độ tất cả chúng sinh. Cho nên trong tứ hoằng thệ nguyện mà quý đạo hữu đã đọc đó, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Mà nếu chúng ta không có thệ nguyện, nếu chúng ta không có thệ nguyện thì làm sao mình độ hết chúng sinh? Nếu chúng ta không có thệ nguyện thì làm sao chúng ta có thể đoạn tận được phiền não? Dù cho một cái việc nhỏ nhặt đi nữa thì mình cũng phải để tâm, mình phải tinh cần, mình phải dũng mãnh, mình mới hoàn thành được cái việc nhỏ đó, huống nữa là một việc lớn. Cho nên từ cái giá trị đó, tất cả từ việc lớn, tất cả từ việc nhỏ, con người ai trong chúng ta đều có cái ước nguyện. Nhưng cái giá trị của đạo Phật là phải hạ thủ công phu, bắt tay ngay vào trong công việc thì mới thành tựu. Không bắt tay ngay vào trong công việc thì không thể thành tựu được. Bằng những giá trị cũng như cái yếu nghĩa
mà ở trong kinh Ước Nguyện Đức Thế Tôn đã giảng dạy trong Trung Bộ Kinh. Mong rằng những cái ước nguyện đó ở trong kinh sẽ biến thành những ước nguyện của chính tự thân của những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta. Và khi chúng ta biến thành những ước nguyện ở trong kinh ước nguyện trở thành cái ước nguyện của riêng mình, thì quả thật rằng đó là một sự may mắn to lớn trên cái con đường tu tập cá nhân của mình, gia đình của mình và quê hương của mình. Mà nếu ai trong chúng ta đều ý thức được điều đó, thì quả thật rằng đó là một điều vô cùng tốt đẹp trên cái tinh thần tu tập chứng đắc của lý tưởng giác ngộ và giải thoát. Còn nếu mà chúng ta không có những ước nguyện đó, nếu mà chúng ta không ý thức được cái tinh thần tu tập của bản thân, thì quả thật rằng đó là một sự thối đọa. Mà dù rằng chúng ta sống ngày hôm nay, hay dù rằng chúng ta đầu thai vào trong kiếp tới, thì chúng ta vẫn không có một kết quả tốt đẹp, gặt hái to lớn trên cái con đường, trên cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát của chúng ta. Nghĩ rằng những người nam nữ cư sĩ Phật tử đi chùa, hay là các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, khi mà phát nguyện mình trở thành một người đệ tử của Đấng Thế Tôn, thì quả thật rằng ai trong chúng ta đều có những cái ước muốn, đều có những cái ước nguyện đó, cầu mong cái tinh thần học hỏi giáo pháp, tu chứng giáo pháp mà các vị tỳ kheo đó, các vị tỳ kheo ni đó, những người nam nữ cư sĩ Phật tử đó sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp theo như nội dung của bản kinh ước nguyện mà từ nãy giờ quý đạo hữu đã lắng nghe. Thành kính hồi hướng hết tất cả mọi công đức này lên mười phương chư Phật chứng minh, để nguyện cầu cho toàn thể quý đạo hữu nỗ lực tinh tấn tu hành tu học như cái nội dung của kinh ước nguyện, đời này và mai hậu được viên thành quả phúc. Thành kính cảm ơn toàn thể quý đạo hữu. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.